Xin chào các bạn và các em đã quay trở lại với kênh ông giáo Vlog. Tiếp tục với các môn học trong chương trình giáo dục phổ thông mới sách lớp 2, thầy tiếp tục hướng dẫn cho chúng ta môn toán lớp 2 tập 2, bộ sách kết nối tri thức với cuộc sống. Và thầy cũng hy vọng chúng ta hãy like và đăng ký kênh cũng như chia sẻ video để ủng hộ ông giáo ra những video tiếp theo nhé. Và bây giờ thầy mời chúng ta mở sách toán lớp 2 tập 2, bộ sách kết nối tri thức với cuộc sống để thực hiện một số hoạt động trong tiết luyện tập trang 13, 14. Và chúng ta sẽ thực hiện hoạt động đầu tiên, đó là thực hiện một số hoạt động trong bài tập số 1. Bài tập số 1 yêu cầu chúng ta là số. Ở đây chúng mình sẽ làm bài tập 1A trước và sau đó chúng mình sẽ làm bài tập 1B. Yêu cầu bài tập 1A như sau. Ở đây chúng mình thấy là có một cái bảng đúng không? Và hàng đầu tiên sẽ là thừa số, đều là 5 hết. Thừa số đầu tiên sẽ là số 5 hết. Và thừa số hàng thứ hai ở đây sẽ là gồm có số 3, số 5, số 7, số 9, số 2, số 4, số 6, số 8. Chúng ta thấy từ 3, 5, 7, 9 này, đúng không? Số lẻ này, 2, 4, 6, 8 này, đều là số chẵn này. Và tích, thì muốn tìm được tích thì chúng mình sẽ phải lấy thừa số thứ nhất nhân với thừa số thứ hai, đúng không? Cụ thể ở đây thừa số thứ nhất sẽ là hàng đầu tiên là số 5 và thừa số thứ hai sẽ là 3. Chúng mình sẽ thấy là 5 nhân 3 sẽ tích sẽ bằng 15. Tương tự như vậy, chúng mình sẽ phải tính xem tích của thừa số 5 và 5 là bao nhiêu, tích của thừa số 5 và 7 là bao nhiêu, tích của thừa số 5 và 9 là bao nhiêu, tích của thừa số 5 và 2 là bao nhiêu, tích của thừa số 5, 4 là bao nhiêu. Tương tự như thế, chúng mình sẽ tính hết các cột có dấu chấm hỏi ở hàng bên dưới, đây là tích. Muốn tìm tích thì chúng mình sẽ lấy thừa số nhân với thừa số, đúng không? Và bây giờ chúng mình hãy dừng video, thực hiện bài tập này cho thầy. Sau đó chúng ta cùng đọc to kết quả cùng với kết quả của thầy nhé. Sau khi làm xong, bây giờ chúng mình có thể quan sát lên màn hình để xem thầy làm bài này như thế nào. Ở đây chúng ta muốn tìm tích của cột thứ hai gồm có thừa số 5 và 5, đúng không? Như vậy, tích ở đây sẽ là 5 nhân 5 bằng 25, đúng không? Tiếp theo, cột thứ ba ở đây thừa số là 5, thừa số thứ hai là 7 và tích sẽ là 5 nhân 7 bằng 3, 35. Ở đây chúng mình thấy thừa số là 5, thừa số tiếp theo sẽ là 9 và tích sẽ là 5 nhân 9 bằng 45. Thừa số đầu tiên là 5 và thừa số thứ hai là 2. Tích ở đây sẽ là 5 nhân 2 bằng 10. Tương tự như thế, tích của 5 nhân 4 là 20, 5 nhân 6 là 30 và 5 nhân 8 là 40. Như vậy thầy đã tìm tích của câu A. Bây giờ chúng ta cùng sang bài tập B. Bài tập B chúng mình sẽ thấy là có những hình tròn, hình vuông, hình tam giác và hình cuối cùng là hình mũi giác. Ở đây chúng mình thấy là 5 có đường mũi tên và trên đường mũi tên có phép nhân 2. Tức là chúng mình phải lấy 5 nhân với 2 bằng bao nhiêu, chúng mình phải điền vào dấu chấm hỏi ở ô vuông ở đây. Và lấy kết quả ở ô vuông này trừ tiếp cho 5, kết quả bằng bao nhiêu, chúng mình sẽ điền vào hình tam giác có dấu chấm hỏi ở đây. Tiếp theo chúng ta lấy hình kết quả ở hình tam giác nhân với 7, đúng không? Sẽ bằng bao nhiêu, chúng ta sẽ điền vào hình cuối cùng. Bây giờ chúng ta hãy dừng video và làm bài tập này cho thầy trong vòng 5 phút nhé. Sau khi làm xong, thầy sẽ đưa lên đáp án của mình. Và bây giờ chúng ta sẽ đọc to kết quả của mình lên nhé. Ở đây chúng mình thấy là 5 nhân với 2 sẽ là bằng 10, đúng không? 10 chúng mình sẽ trừ tiếp đi 5 và sẽ còn lại là 5 ở hình tam giác. Hình tam giác này chúng mình sẽ lấy 5 nhân với 7 sẽ là bằng 35. Rồi, bây giờ thầy cũng đã làm xong bài tập 1B. Bây giờ chúng ta cùng sang bài tập 2. Đếm thêm 5 rồi nêu số còn thiếu. Ở đây chú x đang đậu trên những lá sen đúng không? Ở đây chúng mình thấy là trên cái dãy hoa lá sen này đúng không? Có 5, 10, 15 và có những dấu chấm hỏi bắt buộc chúng mình phải đếm thêm vào. Mà ở đây đếm thêm bao nhiêu? Đúng rồi, đếm thêm 5 đúng không? Ở đây chú x đã đếm được 5, 10, 15 đúng không? Và chấm 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 ở đây là dấu chấm hỏi, chúng mình phải đếm vào con số cuối cùng sẽ là 45 và 50. Chúng mình thấy là từ 5, 10, 15 đúng không? Là 5 thêm 5 là 10 đúng không? 10 thêm 5 là 15. Như vậy ở đây chúng ta thấy là chúng mình sẽ phải thêm 5 để hoàn thiện cái dãy số này đúng không? Và chúng ta lại tiếp tục dừng video đếm thêm cho thầy, xong đó chúng ta cùng đếm với thầy nhé. Và bây giờ chúng mình cùng đếm cùng với thầy nè. Ở đây chúng ta thấy là 5, 10, 15, tiếp theo thêm 5 nữa sẽ là 20, đúng không? Thêm 5 nữa sẽ là 25,
Và thêm 5 nữa sẽ là 30. 30 thêm 5 là 35. 35 thêm 5 sẽ là 40. 40 thêm 5 là 45. Và tiếp tục là 45 thêm 5 sẽ là 50. Ở dãy số này chúng ta thấy là cũng là thêm 5 thôi đúng không? Rất là đơn giản. Bây giờ chúng ta cùng sang bài tập tiếp theo, đó là bài tập 3. Bài tập 3 yêu cầu chúng ta là A. Toa tàu nào ghi phép tính có kết quả lớn nhất? B. Toa tàu nào ghi phép tính có kết quả bé nhất? À, ở đây chúng mình thấy là có những toa tàu này. Toa tàu đầu tiên có phép nhân là 5 nhân 3. Toa tàu thứ hai màu vàng ở đây có phép nhân là 5 nhân 2. Toa tàu màu xanh lá cây này sẽ có phép nhân là 2 nhân 10. Toa tàu cuối cùng là có phép nhân là 2 nhân 7. À, và bài yêu cầu chúng mình là A. Toa tàu nào ghi phép tính có kết quả lớn nhất? B. Toa tàu nào ghi phép tính có kết quả là bé nhất? Bây giờ chúng mình hãy dừng video và thử tính cho thầy các phép nhân thầy vừa đọc, xem thử toa tàu nào có phép nhân có kết quả lớn nhất và toa tàu nào có phép nhân ghi kết quả bé nhất nhé. Sau khi chúng ta làm xong, chúng ta có thể quan sát lên màn hình để xem kết quả của các phép nhân ở trên toa tàu này nhé. Ở đây chúng mình thấy là 5 nhân 3 sẽ bằng 15 đúng không? 5 nhân 2 sẽ là 10. Và 2 nhân 10 sẽ là 20. Và 2 nhân 7 sẽ là 14. Nhìn vào kết quả của các toa tàu này đúng không? Kết quả phép nhân của các toa tàu này, chúng mình dễ dàng nhận thấy là toa tàu ghi phép tính có kết quả lớn nhất ở đây sẽ là toa tàu nào? À, đúng rồi đấy các em ạ. Toa tàu ghi phép tính có kết quả lớn nhất ở đây sẽ là 2 nhân 10. Vì ở đây 2 nhân 10 bằng bằng 20. Tiếp theo, toa tàu có ghi phép tính có kết quả bé nhất ở đây sẽ là, đúng rồi, 5 nhân 2. 5 nhân 2 là bằng bằng 10. Bây giờ chúng ta cùng sang bài tập tiếp theo nhé. Bài tập tiếp theo là bài tập 4. Bài tập 4 là bài toán có lời văn. Và yêu cầu của bài toán như sau: Bác Hòa làm ống hút bằng tre thay ống nhựa. Mỗi đoạn tre làm được 5 ống hút. Hỏi với 5 đoạn tre như vậy, Bác Hòa làm được bao nhiêu ống hút? Ở đây chúng mình có thể quan sát lên màn hình. Yêu cầu bài toán là cho chúng ta biết điều gì đấy các em? À, đúng rồi đấy. Bác Hòa làm ống hút bằng tre, đúng không? Thay ống nhựa, mỗi đoạn tre làm được 5 ống hút. Tức là mỗi đoạn tre sẽ làm được 5 ống hút. Và bài toán hỏi là với 5 đoạn tre như vậy, Bác Hòa làm được bao nhiêu ống hút? Chúng mình thấy là mỗi đoạn tre thì làm được 5 ống hút, đúng không? Mỗi tấm thẻ thì có 5 chấm tròn, đúng không? Và 5 tấm thẻ, mỗi tấm 5 chấm tròn thì có bao nhiêu chấm tròn, đúng không? Tương tự như vậy, mỗi đoạn tre làm được 5 ống hút. Và 5 đoạn tre như vậy sẽ làm được bao nhiêu ống hút? Chúng mình tiếp tục dừng video. Những bài toán như thế này chúng ta phải có lời giải, phép tính, đáp số đúng không? Lời giải chúng mình phải trả lời được cho câu hỏi. Hỏi với 5 đoạn tre như vậy, Bác Hòa làm được bao nhiêu ống hút? Chúng mình sẽ phải trả lời như thế nào? Đúng rồi. Với 5 đoạn tre như vậy, Bác Hòa làm được số ống hút là, đúng không? Hoặc là chúng ta sẽ ghi lời giải khác cũng được, số ống hút trên 5 đoạn tre là, đúng không? Như vậy ở đây chúng ta sẽ dễ dàng trả lời được câu hỏi, đó là hỏi với 5 đoạn tre như vậy, Bác Hòa làm được bao nhiêu ống hút? Chúng mình sẽ trả lời là với 5 đoạn tre như vậy, Bác Hòa làm được số ống hút là, hoặc số ống hút Bác Hòa làm được được là, đúng không? Ở đây chúng ta sẽ có hai lời giải như vậy nhé. Và ở đây muốn tính được Bác Hòa làm được bao nhiêu ống hút, chúng mình sẽ phải dùng phép tính gì? Đúng rồi đấy các em ạ. Ở đây chúng mình sẽ làm phép tính nhân nhé. Mỗi đoạn tre thì có 5 ống hút, đúng không? Như vậy 5 đoạn như vậy thì có bao nhiêu ống hút, đúng không? Như vậy 5 đoạn như vậy chúng mình sẽ làm phép nhân, đúng không? Như vậy chúng ta sẽ có phép nhân là 5 nhân với 5 sẽ bằng 25 ống hút. Và đáp số sẽ là, đúng rồi, 25 ống ống hút. Và thầy đã hướng dẫn cho chúng ta xong bài tập 4.
Như vậy thầy cũng đã hướng dẫn cho chúng ta xong bài luyện tập trang 13, 14 sách toán lớp 2, tập 2 bộ sách kết nối tri thức với cuộc sống. Bạn nào thấy hay thì like và đăng ký kênh cũng như chia sẻ video để ủng hộ ông giáo ra những video tiếp theo nhé. Xin chân thành cảm ơn các bạn rất là nhiều.